Ôi là trời, cái gì bài tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem màn hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy hả? Xem hết hoạt hình này đớm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim hoạt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đến chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đếm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đếm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hẹn đến đây đá bóng mà mấy bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó, bạn không nhớ quy tắc này hả? Mấy bài này dễ lắm, mình hướng dẫn một bự nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đúng. Tay to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đúng có sao không? Không chơi nữa, đá bóng chán òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá hả? Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát con làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong đồ chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nào, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu nhân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đúng, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. Nào quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đúng ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mẹ. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đốm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con, con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đốm, con hư quá. Không đề bếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Ồ, đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Ồ, dưa hấu trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đúng, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con nói bụng quá. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đúng hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đúng đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè. Ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ bụng bự muốn chơi gì? Mình cũng không biết nữa. Á, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi.
xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho, mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốm không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá. Xém xéo là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Còn thiếu gì nữa không ta? Ê đốm, chuẩn bị xong chưa? Chắc là xong rồi, tụi mình đi thôi. Ủa, bụng bự hả? Hôm nay hai đứa đi đâu chơi vậy? Dạ, tụi con hẹn nhau đi dã ngoại đó bác. Vậy hả? Đã mang theo đồ ăn thức uống gì chưa? Để mẹ đi lấy cho cái bánh bông lan mang theo nha. Yeah. Yeah. Nè, cái bánh mẹ mới làm luôn đó. Đốm nhớ chia đều cho bụng bự ăn nha. Thơm quá à bác. Con cảm ơn mẹ, tụi con đi đây. To lớn, thật là đẹp. Đi mãi mà cũng chưa có hết nữa. Mình mệt lắm rồi đó. Mình đói rồi. Hay tụi mình ngồi xuống ăn miếng bánh, khỏe lại rồi đi tiếp. Được á, bụng mình kêu ọt ọt rồi nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ chia ra cho bạn với mình cùng ăn. Bạn chia cho đàng hoàng á nha. Biết rồi mà. Bánh này ngon như vậy, mình phải ăn nhiều hơn chứ. Ê, bạn tính chia phần bạn to hơn hả? Chứ sao nữa, bánh này là của mẹ mình làm thì mình phải ăn nhiều hơn bạn chứ. Sao mà như vậy được? Mẹ bạn nói là phải chia đều ra cho mình mà. Gì dạ? Bạn dám chửi đá mình hả? Mình cho bạn biết tay nè. Có ngon thì chia công bằng đi. Dạ. Không, cái bánh đó là của mình. Dạ. Cái đứa này tham ăn quá rồi thằng cây à. Chúng nó chọi đá chúng ta nãy giờ đây. Chúng ta phải cho chúng một bài học mới được. Ủa, có chuyện gì vậy? Hạt con có thôi đi không hả? Là thần cây sao? Chỉ vì một cây bánh mà hai đứa chọi đá nhau, chúng vào người ta nãy giờ đó. Tất cả là tại đốm á ông. Đốm tham ăn, chia bánh không có đều. Không phải, không phải. Thôi đủ rồi, ta sẽ nhờ quả đây chia phần cho các con thật đều. Để ta. Nó không có đều, cái to cái nhỏ kìa. Được thôi, ta mổ cái phần bự này nhỏ lại là được chứ gì. Không được, không có đều. Như vậy là đều rồi nha. Hai đứa giống tham ăn này, ngay từ đầu các con chịu nhường nhịn nhau, phân chia đồng đều, thì bây giờ đâu phải nhận hậu quả như vậy. Con bụng bự, con phải biết lịch sự và cảm ơn bạn vì đã chia phần cho con. Chứ sao lại chọi đá bạn như vậy hả? Dạ, con biết sai rồi. Mình xin lỗi bụng bự nha. Chỉ tại mình tham ăn, không chia cho bạn. Mình ích kỷ quá. Tụi con biết như vậy là tốt lắm. Ta tặng cho các con nè. À, có đồ ăn ngon rồi. Vậy là hết sợ đói nữa. Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha con, không có được vứt tùm lum đó. Dạ, con biết rồi. Mùa hè mà có dưa hấu thì bá chí bộ chét luôn. Ăn no thì lại buồn ngủ. Hôm nay là chủ nhật nữa, mình làm một giấc đi. Nó dám ném mình xuống đây nè, đồ xả rác rồi.
như vậy nữa nè. Hỡi anh em, chính tên đó đã ném chúng ta xuống đây. Vậy chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Báo thù, báo thù. Chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể để chiến đấu. 500 anh em chúng ta cùng họp nào. Nắng nóng quá đi. Cơ hội đến rồi kìa anh em. Ôi da, đau quá. Hả? Em làm sao vậy? Ui da, trời ơi, bể cái mông tôi rồi. Anh có sao không? Anh dập mông thôi, để anh đỡ em vậy. Hình như em bị trật chân rồi đó. Đốm ơi, xuống đây mẹ nhờ một cái. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ con bị té trật chân luôn rồi. Hả? Mẹ có đau lắm không? Mẹ không sao, nhưng con đi chợ giúp mẹ nha. Hả? À, con đi chợ? Con không biết cái gì đâu mà con mua. Con chỉ cần mua như trong giấy mẹ viết là được rồi. Nhưng mà trời đang nắng lắm. Đi có chút xíu mà than cái gì. Con không đi là tối nay ở nhà không có đồ ăn đâu đó nghe. Dạ, dạ, con biết rồi, để con đi. Ui da, em nằm nghỉ đi, để anh đi lấy thuốc. Ba cũng té nữa hả? Ba vội vàng ra đỡ mẹ nên vô ý té đó. Thôi, con đi chợ lẹ lên đi. Dạ. Đang ngủ ngon là tự nhiên phải đi ra ngoài nắng như vậy, chán dễ sợ luôn. Ui, xém chi nữa là té với ba mẹ rồi. À, đánh né nó còn dính nữa. Cuối cùng thì cũng té lội cho. Ê, lũ vỏ dưa kìa. Các người cố tình làm cho ba mẹ ta té đúng không? Chính người đó. Đưa bữa bãi, người ăn xong quăng tụi ta rớt đuôi đuổi xuống đất. Ba mẹ người đạp trúng thì té là đáng chứ sao. Nếu mình gọn gàng sạch sẽ thì tụi ta đã không phải làm những việc như thế này. Này, mày sai rồi. Xin lỗi đã quăng các bạn bừa bãi, còn la lỗ ông sòm nữa nha. Vậy thì sửa lỗi đi, sửa lỗi đi. Mình phải làm sao? Bạn phải dọn sạch chúng mình và hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhớ đó. Mình nhớ rồi, xin lỗi các bạn nha. Cố lên mày nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon, mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. À, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi. Bên kia cây cầu. Ơ? Kia rồi. Cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ? Thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Hehehehe
là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm, tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Xem thử. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay nằm nghỉ tí đi, rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. À, công nhận tay to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả, nó tự mở hả? À, mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, ta to. Ủa, Đớm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà ta to có cái hộp gì vậy? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy ta? Ta to có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó, tà ra đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao là không biết? Có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó, thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình. Thì trước đây. Ê, không được đâu. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó, vô rửa tay, rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi, con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Cái thằng này không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới, tạo nó cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đứt cái đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này. Con thấy tao mở ra có đồ chơi mới, con lấy của bạn đó mang về thì lại ra tàn đất cái đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn tay to đã làm gì vậy con? Bạn đó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con. Phải trả lại chỗ cũ, như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi tay to nữa. Ủa Đớm, con tính đi đâu hả? Dạ, con có hẹn với Tay To qua nhà bụng bự chơi đó mẹ. Vậy hả? À, mà nè, sao con không ăn hết trái cây đi rồi hãy đi? Con ăn không hết đâu, con ngán rồi. Mày bỏ giùm con đi. Ờ, nhưng... Nào con, ăn nhiều vô chút đi con. À, tới giờ phim hoạt hình rồi, con đi coi đây. Không được, con phải ăn cho xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Dạ. Tập phim hay như vậy mà bị mất khúc đầu. Ba mà không bắt mình ăn hết cơm là mình coi được rồi. Mà sao ba mẹ là cứ bắt mình ăn hết rồi ăn vậy? Ăn không hết thì bỏ thôi, lo gì. Thôi, buồn ngủ á. Tính sao vậy?
Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Đốm, con ở đâu? Mau trả lời ba mẹ đi Đốm ơi. Ba mẹ ơi, cứu con. Không được rồi, mình phải cố gắng ra ngoài thôi. Ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang ở trên đây nè. Cứu ba mẹ với Đốm ơi. Ba mẹ có sao không? Tại sao nhà mình lại thành ra những gì vậy? Ông là ai? Ta là thần nông đây. Ta chính là người đã tạo ra rau củ cây trái cho các người ăn đó. Hả? Thần nông? Chính nông đã gây ra những chuyện này sao? Chính là ta. Ta mang cho các người biết bao nhiêu đồ ăn thức uống. Nhưng người lại phung phí. Ăn thì bỏ thừa, bỏ hết đồ ăn ta tạo ra. Ta rất là phẫn nộ. Thần nông ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng mà ba mẹ con không có bỏ đồ ăn. Ông tha cho ba mẹ con đi. Bây giờ ta tha cho ba mẹ ngươi cũng được. Ngươi phải làm xong một việc. Dạ, việc gì vậy thần nông? Con sẽ cố gắng làm được mà. Ngươi có biết trong cái giếng này là gì không? Dạ, dạ không. Nhưng nó kinh khủng quá. Đó là đồ ăn mà bao nhiêu lâu nay ngươi đã bỏ đi đó. Bây giờ ngươi ăn hết nó thì ta sẽ tha cho cả nhà ngươi. Gớm quá à. Thì ra đây là đồ ăn mình đã bỏ. Phải kêu mình ăn hết thì không có như vậy rồi. Nhiều lời, có muốn cứu ba mẹ ngươi không thì bảo. Con biết rồi, con sẽ ăn mà. Chỉ là giấc mơ thôi sao? Ba mẹ ơi, từ nay con sẽ không ăn bỏ thừa nữa đâu. À, sao hôm nay không thấy ông mặc trăng vậy ta? Ha, nay tối rồi mà ông mặc trăng chưa lên nữa. Bình thường là giờ này ông mặc trăng sáng trưng rồi đó. Chẳng lẽ mặc trăng có chuyện gì sao ta? Không lẽ ông mặc trăng bị bắt cóc? Không xong rồi, phải đi tìm ông mặc trăng thôi. Đi thôi. Phải nhanh thôi, trời sáng là khó tìm được ông mặc trăng lắm đó nha. Tối rồi sao ba đứa còn vào rừng? Dạ, tụi con nghĩ là ông mặc trăng đã bị bắt cóc rồi. Mặc trăng thì làm sao bị bắt cóc được? Thôi đi về đi. Đi vào rừng giờ này nguy hiểm lắm à. Không được, lỡ như ông mặt trăng đã gặp nguy hiểm thì sao? Vậy thì nguy to rồi, nhất định phải đi tìm tiếp mới được. Bạn Hoa ơi, bạn có thấy ông mặt trăng đâu không? Sao tối hôm qua thì mình không thấy nữa? Tụi mình nghi ngờ là ông mặt trăng bị bắt cóc đó. Hả? Bị bắt cóc? Đúng vậy, ông mặt trăng biến mất một cách kỳ lạ, không tìm nó được. Các bạn muốn tìm ông mặt trăng thì lên trời tìm, chứ vào rừng tìm thì sao mà ra? Vậy mà mình không nghĩ ra, ngu thiệt. Cảm ơn bạn Hoa nha. Không có gì, mấy bạn đi đi. Bạn sao ơi, thấy ông mặt trăng đâu không? Ông mặt trăng đang ngồi chơi bên đám mây bên kia kìa. Trời, hóa ra ông mặt trăng đang trốn ở đây nè. Cảm ơn bạn nha. Ông mặt trăng ơi. Mấy đứa đi đâu giờ này? Tụi con đi kiếm ông á. Kiếm ta có chuyện gì? Tụi con nhìn lên không thấy ông ở đâu hết, sợ ông bị bắt cóc. Sao ông lại cười? Hôm nay các con không thấy ta là đúng rồi. Thực ra ta không có ánh sáng. Ánh sáng mà các con nhìn thấy là ta nhờ ông mặt trời giúp đó. Ta có 3 vị trí trong 1 năm. 1 là khi trái đất của các con nằm giữa ta và ông mặt trời thì các con sẽ thấy ta hình tròn. Là những ngày mà mẹ hay bảo là rằm đúng không ông? Đúng rồi. 2 là khi ông mặt trời đối diện với trái đất của các con và ta thì ở bên cạnh các con thì lúc đó sẽ thấy ta hình lưỡi liềm. Còn hôm nay khi ta đứng giữa ông mặt trời và trái đất của các con thì các con sẽ không thể nhìn thấy ta được. Con hiểu rồi. Vì lúc đó ông mặt trời chỉ chiếu ánh sáng vào lưng ông mặt trăng thôi đúng không ạ? Đúng vậy, nên cái mặt ta không được chiếu sáng, thành ra nó đen thui,
nên các con không thấy ta đó. Vậy mà tụi con nghĩ ông bị bắt cóc chứ. Về ngủ đi các con, trễ rồi đó. Dạ, tụi con về đây. Con cảm ơn ông Mặt Trăng nha. Sao giờ tai to chưa qua ta? Hôm nay bạn bị sao vậy? No. Bây giờ hãy gọi tớ là quý cô tai to, nghe chưa? Là sao chứ? À, ý bạn là bây giờ tụi mình cùng làm người lớn hả? Đúng vậy, làm người lớn rất là sướng. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Lại được la mắng người khác nữa, không phải sợ ai hết. Yeah! Làm người lớn thiệt là vui quá đi. Chúng ta làm đi. Bụ mự, cô tai to đây mới đến chơi nhà. Chúng ta hãy mời cô ấy ly nước trà nào. Bụ mự đâu, lấy trà. Như vậy đúng không? Đốm diện rất là đạt á, rất là người lớn. Nhưng mà mình không biết pha trà, giờ phải làm sao? À, mời quý bà ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Sao chứ? Tụi con... Mình với Đốm sẽ đi nấu đồ ăn mời quý bà đây. Bụng bự, cậu có thể ngồi tiếp chuyện cùng bà đây được không? Được. Quý cô đây thích ăn gì? Các con đang làm gì mà vui vậy? Dạ, tụi con lớn rồi. Bây giờ tụi con đang làm người lớn nè. À, cô hiểu rồi. Hồi nhỏ cô chơi trò này giỏi lắm. Con tính leo lên lấy hũ đường mà trượt chân nên. Trời ơi, sao con không nhờ cô lấy giúp? Con vừa nhặt rau vừa rửa từng cọng luôn á nha. Trời, ai lại làm vậy? Rồi đưa đây, mời các người lớn lên trên nhà. Những chuyện như vậy nè, các con chưa biết sao đã vội làm. Con thấy người lớn có gì cũng biết làm hết á. Không phải đâu, cũng có nhiều thứ người lớn không biết làm đó con. Cái gì muốn biết cũng đều phải học hết. Lặt rau nè, nấu ăn, hồi đó mẹ cũng phải học, học rất là lâu đó. Con thấy làm người lớn mệt quá, không vô chút nào đó. Thì ra ba mẹ chúng ta cũng vất vả lắm đó. Không có người lớn nào được con hoạt hình thoải mái như tụi mình đâu. Thôi, chúng ta không làm người lớn nữa. Tiếng gì ạ? Sợ quá. Tối qua nhà mình có ma đó. Sao miệng cậu có mùi vậy? Mình đánh răng rồi mà. Thôi, có mùi không quan trọng. Mà bạn thấy nó hả? Không, mình chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cộc cộc cộc. Ôi, ghê quá à. Tiếng đó nó cứ liên tục vậy á. Mà mình sợ quá, cũng ngủ quên luôn rồi. Thôi, mai cũng cuối tuần rồi. Hay tụi mình qua ngủ chung với Đốm coi sao? Được đó, đi. Để mình về xin mẹ rồi qua. Được rồi, vậy chúng ta có nhiệm vụ cho tối nay. Hả? Ngủ với nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt ma. Đốm thì về thông báo cho ba mẹ tối nay tụi mình qua ngủ lại nha. Tay to thì mang theo một cái đàn binh nha. Mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo một cây súng nước để tự vệ. Đồng ý. Ngủ. Đến sớm đi, không là ngủ mất tôi luôn á. Ma đâu? Ma đây. Hai bạn im lặng đi, coi tiếng nó phát ra từ đâu. Mình nghe rõ lắm. Mình nghe nhỏ nhỏ hả? Ủa, sao mình lại nghe thấy ở đây? Nó ở đâu trong miệng của Đốm nè? Nó nhập vào mình rồi.
Bạn há miệng ra coi. Ân hận à. Ôi trời, sao sáng vậy? Hóa ra là mày hả sao răng? Mi làm gì ở đó vậy? Ta là mổ đi sống mà. Nguyên một con sâu là mổ luôn mà bạn không thấy hả đốm? Không, thấy thì sao thấy được. Ta chỉ mới tới đây ở hôm qua thôi, chứ ở thêm vài hôm nữa ta đục bánh hàm răng ra là thấy à. Sao ngươi chui vào đây ạ? Vì nhiều đồ ăn chứ sao. Hắn có chịu đánh răng trước khi ngủ bao giờ đâu. Ủa đốm, không đánh răng hả? Vậy phải bắt con sâu ra. Đúng, chỉ cần nó ra là được. Ta không ra đâu, bắt cũng không có ra. À, mình có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, hay quá, làm liền đi. May quá, mém banh hàm răng luôn rồi. Bạn lười thiệt, mình ăn nhiều mà còn siêng đánh răng hơn bạn nữa nè. Từ nay, bà đánh răng cả hai lần, sáng và tối trước khi đi ngủ nha. Để phòng sau làm tổ và phòng cả hôi miệng nữa. Đồng ý. Quà ơi quà, mau lớn nhanh để tao thu hoạch nhanh. Tiền về nhanh nào. La 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mày nhọc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bác nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Ây da, sao khó chịu dữ vậy nè. Xin chào Tai To. Chào buổi sáng. Tối hôm qua mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sổng chuồng vậy á. Chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, đây có phải là bác nông dân không vậy? À, chạy đi các bạn ơi. Hình như bác nông dân bị biến thành xác sống. Đây là quái vật gì rồi? Sợ quá à. Không biết làm sao mình lại ra đến nông nỗi này nữa. Chắc là do thuốc hóa học đang ngấm vào người bác rồi đó. Mau chạy ra nhà mình đi. Mau chặn cửa lại. Cẩn thận, cô thanh xuống mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi. Sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè. Tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học, vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Bác nhớ đó nha. Không thôi là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Bụng bự thế to, chẳng chịu đợi mình về chung. Trời ơi, cái ví tiền của tôi. Trả lại đây. Sao vậy con? Có chuyện gì ở trên lớp sao? Dạ, hồi nãy con đi học về,
thấy một thằng nhóc móc túi bà lão, nhưng con lại sợ mà không dám la lên cho bà lão biết. Con chỉ cần la lên là mọi người sẽ giúp mà. Con đâu có can đảm được như vậy hả mẹ? Con đừng có lo, ba sẽ giúp cho con. Đây là cái dòng can đảm, nó sẽ giúp cho con can đảm hơn đó. Chào bạn. Chào bạn. Mình là dòng can đảm, mình sẽ giúp bạn. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Bạn nào có thể giúp cô làm được nào? Hình như mình làm bài giống vậy rồi, nhưng lên sợ sai quá. Đúng rồi, can đảm lên, mình sẽ giúp bạn giải đúng bài này. Được rồi, mình sẽ can đảm lên. Thưa cô, em xung phong giải bài này. Ồ, bài của Đốm giải đúng rồi nè, giỏi lắm. Ê, tên kia hôm qua lấy trộm ví bà lão kìa. Can đảm lên Đốm, tụi mình mau đi gọi trước phòng an đi. Ừ, mình hiểu rồi. Kia kìa chú công an ơi, là tên đó đó. Được rồi, bây giờ chúng ta phải cùng hợp tác với nhau để bắt tên trộm này nha. Tụi con đi hướng bên kia đi. Nè nhóc, có phải hôm qua Vi đã trộm ví của bà lão không? Ví nào? Tôi không biết ví nào hết. Chối nữa hả? Đã có người thấy hết rồi. Chạy đâu cho thoát. Tụi con lấy lực cái ví với bà lão rồi. Hay quá, con làm sao vậy? Tất cả là nhà bạn Vọng này nè. Bạn giúp con làm bài tập trong lớp, rồi còn giúp con đòi lại ví tiền từ tên trộm kia nữa. Mình có làm gì đâu, bạn tự làm mà. Ủa, sao bạn nói bạn giúp mình mà? Con tự làm hết đó hả? Cái dòng chỉ khích lệ con thôi, giúp con tự tin mà làm. Mình chỉ là cái dòng bình thường thôi. Bạn có khả năng nhưng lại không tin vào bản thân mình. Bởi vậy mình mới khích lệ bạn, giúp bạn can đảm tự tin làm mọi thứ bằng chính khả năng của mình đó. Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn bằng dòng luôn nha. Thời tiết trong những ngày sắp tới, tình trạng mưa dông sẽ kéo dài, kèm theo sấm sét và gió mạnh. Đây được dự báo là cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Cứ mưa như vậy hoài thì không làm gì được hết. Sợ là nếu cái tình trạng này kéo dài thì nước mưa sẽ nhấn chìm cả cái thị trấn này cũng nên đó. Chắc là có chuyện gì đó rồi. Để anh ra phòng thí nghiệm kiểm tra coi thế nào. Ba ơi, ba cho biệt đội của tụi con đi với. Biệt đội ECD đã có mặt. Chào các con. Máy đang phân tích. Cảnh báo, cảnh báo. Tầng khí quyển bảo vệ trái đất đang bị thủng một lỗ lớn. Mức độ rất nguy hiểm. Mức độ rất nguy hiểm. Không hay rồi, chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Biệt đội X-Team đã sẵn sàng hỗ trợ. Sao quá đây. Nghiêm trọng rồi đây. Ba sẽ thử phát minh mới của mình coi thế nào. Đây là một tấm vải đặc biệt, có thể chắn mọi thứ đi qua nó, không có gì có thể xuyên qua đó được. Chúng ta sẽ dùng nó để giá cái lỗ thủng này. Yeah! Thành công rồi. Hay quá đây, thành công rồi. Vậy ông muốn sao đây? Ông đang gây mưa bão khắp mọi nơi đó. Ta gây mưa bão sao? Chính các ngươi tạo ra đó. Là sao ạ? Các ngươi nhìn kìa. Đó, tất cả khói bụi
khí độc đều thải lên đây cả. Ta đã không thể giữ chúng được nữa, nên ta chỉ còn cách làm một lỗ thủng và đưa chúng bay ra vũ trụ. Và tất nhiên, mưa gió, giông bão, thậm chí là nắng nóng, vì vậy mà cũng sẽ trút trực tiếp xuống trái đất. Vậy bây giờ phải làm sao để lắp lỗ thủng này vậy ông? Ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi, còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Ông ơi, ông! Là do tầng khí quyển mỏng đi thôi. Chúng ta phải làm cho cái tầng khí quyển dày lên và trong lành mới thoát khỏi tai họa này. Rồi ít tìm chúng ta từ ngày mai sẽ bước vào cuộc chiến giải khu trái đất nha. Đồng ý. Mặt trời là nhất, tỏa nắng ấm cho muôn loài. Tầm 7 giờ, gió mát là nhất luôn, thổi mát quanh năm, còn mặt trời chỉ đốt mỡ của mình thôi. Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá à. Tại sao bọn nhỏ lại phải cãi nhau vậy? Vì lúc nào tôi chẳng lợi hại hơn anh. Anh vô. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Ồ, đốm bụng bự nhìn nè, nguyên khóm hoa bỗng nhiên nở rộ luôn. Ồ, chắc là nhờ mặt trời đó. Thấy mặt trời của mình lợi hại không bụng bự? Thế nào hả anh vô? Xì, xem tôi nè. Hả? Bụng bự bay lên rồi kìa. Wow, cơn gió là số 1. Thấy chưa anh mặt trời? Ê, nè cháu bé, cho cháu suy nghĩ lại đó. Làm sao cơn gió có thể lợi hại hơn ánh mặt trời của ta được chứ? Anh mặt trời ăn gian quá nha. Có gì thì chúng ta thi thố một trận, chứ sao lại dụ dỗ người hâm mộ của tôi? Được, thi thì thi, tôi chấp anh chọn phần thi luôn đó. Thi gì bây giờ ta? Bụng bự, có ý tưởng nào không? À ha, vui đó. Vậy thì mình thi tốc độ đi. Đốm, bên đội của anh. Bụng bự, bên đội của tôi. Ai tới đích trước thì thắng. Đồng ý, tài to sẽ là trọng tài. Sao tự nhiên thành cuộc thi rồi? Bây giờ ai chạy ra hết khu rừng này là thắng nha. Một, hai, ba, xuất phát. Tưởng gì chứ thi chạy thì làm sao bụng bự hơn mình được. Đội mình thắng chắc rõ mặt trời ơi. Bạn lộn rồi. Đây là phần thi tốc độ chứ không phải là phần thi chạy. Chết rồi ông mặt trời ơi. Mình mất luôn hai người bọn họ rồi. Không sao đâu, hỏi ta nè. Chết rồi, lửa lớn quá. Đừng lo, để anh dập lửa cho. Đám cháy lớn hơn rồi, nguy hiểm quá à. Thấy chưa, tại anh đó, tại anh mới có. Thôi đi, tới giờ này còn cãi nhau được hả? Lo dập lửa đi kìa, anh Mai Mưa ơi. Xin lỗi mọi người, chút xíu nữa là cuộc thi biến thành thảm họa rồi. Tại sao phải tranh xem ai mới là người số 1 chứ? Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà. Thay vì ganh đua vô bổ thì chỉ cần góp một tí sức là cuộc sống này đẹp hơn biết chừng nào. Cháu bé nói đúng đó anh mặt trời ạ. Chúng ta nên tiếp tục tỏa sáng và thổi gió mát thì hơn là thi thố như thế này. Thôi quay lại làm việc thôi anh à. Chủ nhật mà không có gì chơi, chán ghê. Vậy cô phụ mẹ dọn tủ bếp nha. Đúng đó, hình như tủ bếp của em bị gãy một chân thì phải. Đúng rồi, anh giúp em sửa lại nó ha. Ok, let's go. Xong rồi chưa, để mình đem ra sửa cho. Chờ chút, em lau góc trong cùng này nữa là xong. Trời ơi, ba đó ơi, cứu. Ai vậy, chán ơi. Đi ngay. Tụi nó còn ở góc tủ nữa mà. Chắc là hết rồi con à, vì hồi nãy là góc cuối cùng rồi. Thôi, dọn dẹp cho xong đi, không còn dán nữa đâu. Con sợ lắm. Dán có cắn còn đâu. Thiệt hả, em thấy nó dơ kinh khủng. Mình ghét dán thiệt, chả biết dán có gì tốt không ha. Thôi, dọn lẹ cho em nấu cơm, không là trưa mất. Hmm.
bạn sẽ bớt sợ tụi mình hơn thôi. Ờ, giờ bạn giúp mình nhé. Đi theo mình nào. Đây là quá khứ. Tổ tiên của mình bắt đầu ở đây. Và trước cả thời có khủng long nữa đó. Cái gì? Thiệt hả? Đúng vậy. Qua các thời kỳ tiền sử, khủng long cũng tuyệt chủng. Nhưng tổ tiên mình vẫn sống và có chúng mình bây giờ đây. Ồ, thật phi thường. Nhiệm vụ của chúng mình ở đây là ăn và tạo ra phân giàu dưỡng chất để mọc lên những cái cây như cậu đang thấy đó. Các bạn hy sinh nhiều vậy sao? Ở đây là rừng, có rất nhiều chim. Chính tụi mình là thức ăn không bao giờ cạn của chim đó. Vì mỗi lần mẹ mình sinh ra hơn 300 anh em lận. Cậu có nhiều anh em quá. Vậy nên việc tụi mình là đồ ăn cho chim mua cũng là để cân bằng thôi. Bạn thật là mạnh mẽ. Mình sẽ kể lại cho các bạn của mình nghe nha bạn. Thật vui vì bạn đã hiểu. Giờ mình phải đi rồi. Hãy ngăn nắp và sạch sẽ thì sẽ không phải khó chịu với tụi mình đâu ha. Cảm ơn gián hiệu. Tạm biệt. Mình đã hiểu rồi. Gián không hoàn toàn xấu như mình nghĩ. Mình sạch sẽ thì sẽ không bị gián làm phiền. Và ngược lại cũng không làm phiền gián nữa. Cuộc sống thật là kỳ diệu. Thưa ba mẹ con đi học. Đến chiếc lá này cũng muốn cản đường mình à. Bực bội thiệt. Mình thiệt là xui xẻo. Má à má, cho con vào với. Không được, đã quá giờ quy định rồi. Con biết, nhưng mà đã cố gắng hết sức rồi. Được rồi, vô đi. Sẽ phải chịu phạt trực nhật, quét rác một tuần ở sân trường nha. Trời ơi là trời, cái quái gì vậy? Bây giờ cô đọc trước, các em đọc sau theo cô nha. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Đốm, chờ tụi này với. Đốm thì sao vậy? Tụi mình có làm gì cho đốm giận không tay to? Đốm gặp chuyện gì hả? Không có chuyện gì hết. Tránh ra. Mình là bạn bè mà, phải nên chia sẻ với nhau chứ. Đốm thường nói vậy mà. Mày nghèo quái gì chứ? Mấy người có biết giúp đỡ người ta không? Phải chia sẻ chứ. Sao đốm nói vậy được chứ? Sáng đợi đốm trước cổng trường, đợi mãi mà chẳng thấy đốm đâu, đành phải vào lớp trước thôi. Bởi vậy có mình tôi bị phạt, còn mấy người quá sung sướng rồi còn gì. Tụi này nhịn đói đợi luôn á. Tại đốm đi trễ quá nên bị phạt, chứ đâu phải lỗi của tụi này đâu. Đúng là lỗi của tôi. Tôi không còn mấy người nữa. Tránh xa tôi ra. Rồi ta sẽ nuốt chửng ngươi. Ngươi sẽ là của ta. Không đi xe buýt nữa. Không đến trường nữa. Không đi mà học nữa. Không muốn làm gì á. Đốm, sao vậy con? Rồi, có mẹ ở đây rồi. Hôm nay con toàn gặp những chuyện không may rồi mà. Mẹ biết, con trai của mẹ vất vả rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à. Bây giờ con thay đồ đi, tắm rửa sạch sẽ, uống nước rồi cùng ăn cơm với mẹ ha. Mẹ nấu toàn là những món con thích thôi đó. Dạ, bực bội chỉ là có mệt hơn thôi. Con cũng buồn, giờ người khác không vui. Con đi tắm đây. Nhanh lên, sắp tới nhà rồi. Quái lạ, trời không có mây đen, cũng không có gió lớn sắp mưa. Tại sao sấm sét lại nhiều như vậy?
ý tới trời trắng hay trời đen rồi tay to. Thì mình chỉ... Nè, dậy đi. Cho con ngủ xíu nó đi mẹ. Dậy đi, tụi mình bị báo dây rồi. Chào mừng những người bạn trái đất đã đến với mặt trăng của chúng tôi. Mặt trăng. Chúng tôi vốn chỉ là bầy thỏ mặt trăng, sống ở đây hàng ngàn thế hệ. Nhưng gần đây, máy móc từ hành tinh các bạn liên tục đe dọa hành tinh của chúng tôi đó. Tụi mình hiểu rồi, tụi mình sẽ giúp các bạn. Gì chứ, máy móc là mình rành lắm. Thiệt là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Giúp xong là phải trả tiền nữa nha. Tụi này không có làm miễn phí đâu. Ê, ai da, cái gì vậy? Đây chính là bãi rác mà phi thuyền của các bạn đã bỏ lại trên hành tinh của chúng tôi. Wow, bãi rác lớn thiệt. Mà sao mấy bạn không dọn bớt đi? Để vậy ảnh hưởng tới môi trường lắm á. Vì người trái đất đã để một con robot sổng chuồng, ai mà lại gần á đều bị nó tấn công. Sau khi mà ăn rác xong rồi á, nó còn xả khói đen làm dơ cả bầu không khí nữa chứ. Loại robot này có một cái công tắc sau lưng nhưng mà đã tắt được. Tôi cần phải đánh lạc hướng nó. Lê leo, con robot ở dơ. Tới đi đó. Nguy hiểm quá. Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ chúng tôi nha. Không có gì, chung tay bảo vệ môi trường là điều nên làm mà. Cho dù sống ở đâu thì môi trường sống cũng phải sạch sẽ. Lần này về mình sẽ nhờ ba kiến nghị các phi thuyền không được đổ rác trên mặt trăng nữa. Cảm ơn Xuân là sao? Phải trả tiền chứ. Bản nha, hết đòi ăn giờ còn đòi tiền nữa hả? Đi. Thôi mà mình không có giàu đâu. Giờ đó không có gì ăn hết trơn á. Thôi mà, đi ăn hoài. Lâu lâu vô triển lãm tranh xem chút đi. Vô đây coi thử đi bụng bự. Biết đâu tranh vẽ đồ ăn thì sao. Ê, đốm, bức này đẹp quá nè. Sự vĩ đại là cái gì? Sao bức tranh ghi là vĩ đại mà nhỏ xíu vậy? Vậy mới là nghệ thuật chứ. Còn bức này, sự cô đơn mà sao có quá chừng người chung tranh vậy? Vậy là bạn không hiểu rồi. Không biết tài to có hiểu gì không ta? Hay là nó đại? Thật ra cô không hiểu gì hết. Ê đốm, chán quá à. Kiếm cái gì phá đi. Ở đây có gì đâu mà phá. Chơi ông đốm. Ê tài to, lại đây xem bức tranh này, có đẹp không nè. Ủa, sao bức này lạ vậy ta? Hồi nãy hình như là... Ai cho mấy bạn vẽ bậy lên tranh chứ hả? Trời ơi, bạn không biết gì hết. Đây gọi là nghệ thuật. Mấy bạn rõ ràng là vẽ bậy, không sợ mấy bức tranh sẽ nổi giận sao? Mình vẽ thêm không tính phí thì thôi, làm gì mà giận. Mỗi bức tranh đều có xúc cảm và linh hồn riêng đó. Nếu không được đối xử tốt, cái bức tranh sẽ buồn. Tôm ơi, chạy mau. Cái bức tranh đang nổi giận kìa. À.
Đáng đời các bạn vẽ bậy nha. Tụi mình biết lỗi rồi mà. Thôi mình chờ rồi mà, mình chờ rồi. Thôi tụi mình chờ rồi. Ê mốt tụi mình không có dây bậy nữa đâu mà. Các bạn phải biết trân trọng những đồ vật nơi công cộng. Nếu mà mấy bạn phá hết thì người tới sau đâu xem được nữa. Hơn nữa, nó còn là hành vi kém văn minh đó. Tụi mình biết rồi mà. Tha cho mình đi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình. Những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây. Cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chị đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mời? Các bạn cũng mang chị đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng. Đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây. Ta thích đốn thì đốn. Có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao. Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này sẽ khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Lớp mình được chọn đồng diễn buổi sáng chào mừng ngày thành lập trường. Các em về chuẩn bị đồ đồng phục, giày và ôn lại bài đồng diễn nha. Dạ. Hay quá, hôm qua mình được mẹ mua cho cái quần thể thao mới. Vậy hả? Mình chắc chẳng mua gì đâu. Đồ mình còn tốt lắm. Mình thích đôi giày màu hồng lắm. Mình sẽ về nói với mẹ mua cho mình đồng diễn cho các bạn. Wow, chơi sọp nha. Sắm hẳn đôi giày mới luôn. Thì bạn cũng sắm hẳn cái quần mới đó rồi còn gì. Quần cũ mình chạy đến mất tiêu rồi, không có sửa được. Thì mẹ mình mới mua cho mình cái mới đó. Nói chung mình thích đôi giày hồng đó lắm. Mình sẽ mua đôi giày đó cho bằng được. Có cần thiết như vậy không? Cần chứ, ai mà chả cần phải đẹp. Thôi mình về trước đây. Mẹ ơi, con về rồi. Về rồi hả con? Rửa tay chuẩn bị đi ăn cơm nha. Mẹ ơi, mẹ mua cho con đôi giày màu hồng đi mẹ. Con sắp có buổi đồng diễn với các bạn ở trường rồi. Ủa, giày của con đâu mà muốn mua đôi giày mới? Thì nó vẫn ở đó, nhưng mà nó xấu lắm. Không có đẹp bằng đôi giày màu hồng con thấy ở ngoài tiệm đâu mẹ. Hồi á, thì con đòi mua cho bằng được nó mà. Khi nào nó hư, mẹ mới mua cho con một đôi mới nha.
Đi mà mẹ, mua cho con đi. Sao hôm nay con hư đến vậy? Đâu phải cứ đòi là được đâu. Mẹ không hiểu con. Con với cái à? Mình chỉ cần nó dài thôi mà, đâu có gì quá đáng đâu. Dù có đồ đẹp, lại được giày đẹp, mà bạn đó có bụng thiêu, ước gì đó là mình ha. Chuyện gì thế này? Sao, con thích không? Dạ, thích, con thích lắm. Được rồi, để mẹ giúp con lựa thêm đôi khác nha. Thiệt hả mẹ? Con cảm ơn. Ủa, sao không nhấc chân được vậy ta? Mình muốn đi thử mà. Sao vậy con? Con muốn đi thử, mà sao con không đi được vậy mẹ? Từ hồi bị tai nạn, con đâu còn đi được nữa đâu. Tay to ơi, mẹ bạn kiếm bạn kìa. Mình hư quá các bạn ơi. Tụi mình nghe mẹ bạn kể rồi, nhưng mẹ bạn không giận bạn đâu, chỉ lo cho bạn thôi à. Mẹ mình nói á là phải biết chấp nhận những gì đang có thì mới hạnh phúc được. Nghĩa là sao hả bụng bự? Nghĩa là mình nên biết bản thân mình cần dừng ở đâu là đủ. Bạn nghĩ á là bạn có đôi giày mới thì bạn sẽ hạnh phúc, nhưng bạn thấy nó đối với người khác á chưa chắc gì đã vậy. Wow, bụng bự nói hay quá ha. Mình chỉ nói lại thôi. Ừ, mình về thôi. Ui da, sao cái chân bữa nay nó nhức quá vậy ta? Con về rồi. Ủa, sao mẹ nằm ở đây? Mẹ nằm nghỉ một chút. Con ăn cơm trước đi nghe. Dạ. Mình ngủ quên lố giờ rồi. Bây giờ đói quá, còn phải làm đồ ăn cho ba đốm với lại đốm nữa. Ôi da, đau quá. Con với cá thiệt là hư quá đi. Mẹ ơi, con đi chơi nha. Không được. Nhưng con lỡ hẹn các bạn rồi. Hôm nay con sẽ không được đi đâu hết. Con bị phạt. Hả? Nhưng là sao? Con có làm gì đâu. Con tự tìm hiểu đi. Gì mà con bị phạt? Con tự tìm hiểu đi. Mình có làm gì đâu. Tiền mặt ngầu với mình à. Thế này, tức quá mà. Làm mẹ mà như vậy thì sao mà chịu được. Ô cha cha. Ủa, nói được rồi nè. Mình nói được rồi. Chân cũng không đau nữa rồi. Cơ thể điều khiển được rồi. Mình chết sai mẹ rồi. Hiểu rồi hả? Dạ, vì con mà mẹ khổ hơn cực hơn. Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Mẹ không có giận con đâu, nhưng mà con phải hiểu và giúp mẹ nha. Dạ. Vậy tối nay con nấu ăn ha. Hả? Sao con nấu được? Mẹ giỡn thôi, phụ mẹ nha, chứ chân mẹ đau đi nhiều không có được. Giỏi. Tái Tôn, bạn đi đâu vậy? Lại tới chơi với tụi mình nè. Mình bận việc rồi. Hôm khác mình ghé chơi nha. Mình đi trước đây. Tái Tôn cứ là lạ sao á được. Ừ, mình cũng thấy vậy. Có chuyện gì thì phải. Bạn đè mình đau quá à. Tao tao phát hiện ra bây giờ. Táo ơi, hãy đưa tay ta đến chỗ phù thủy chuột. Yeah.
tay tao bị làm gì kìa? Đâu, đâu? Trời, Đơm, bạn đè lên cái bụng của mình rồi nè. Ôi da, đau quá, xin lỗi bụng bự nha. Ủa, tay to, cái tay to của bạn đâu rồi? Sao giờ tay của bạn nhìn như tay mèo vậy? Tay của mình xấu lắm hả? Sao bà nói với con là chỉ cần đổi đôi tay to đi thì mọi người ai cũng thích con mà. Ai nói chứ, không có cái tay to sẽ không còn là tay to nữa. Đôi tay to đó không những đẹp mà còn giúp tay to nghe rõ hơn và làm cho bọn mình không bao giờ nhầm lẫn tay to với ai cả. Bạn biết chưa? Vậy bà trả tay lại cho con. Đúng rồi, trả tay lại cho tay to đi. Không bao giờ ta trả lại. Ta già rồi, không nghe rõ được. Ta cần đôi tay này. Bà sang đây nè. Bà phù thủy. Ủa, không có cái tay to ta vẫn nghe rõ quá nè. Đúng rồi, là con đeo cái máy giúp nghe rõ âm thanh vào tai của bà đó. Đây là phát minh của ba con, chỉ cần đeo vào tay là nghe rõ mọi thứ luôn. Vậy là bà không cần cái tai của tai to nữa rồi. Tai của bà bây giờ còn thính hơn nhiều lần cái tai của tai to nữa. Đúng thật. Cảm ơn các cháu nha. Nhờ vậy mà ta nghe rõ rồi. Ta trả đôi tai lại cho cháu nè. Thì ra chỉ cần là chính mình thôi thì mọi người ai cũng yêu quý mình rồi. Mình không nên nghe theo lời xúi dục của người khác nữa. Đúng rồi đó, suýt chút nữa thì ta to thành tai nhỏ rồi. Thời tiết nắng nóng quá, cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây còn muốn héo nên nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Hình như có tiếng ai đó khóc đó. À, ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy? Ông chủ của mình đi vắng dài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn dài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt Đốm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì vậy trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy thì chả nhớ được tới nhiệm vụ của ai hết đó. Tới lượt của mình á thì làm đi, bạn còn than gì nữa. Ai nói bạn là mình than hả? Thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn cây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có ba cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc một cành. Như vậy là công bằng. Ha, được á, vậy thì Đốm sẽ không hơn thua nữa. Được thôi, quyết định vậy đi. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Đau quá à. Là cành cây của bụng bự. Đúng rồi, hôm trước bụng bự có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn ráng chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm, cành cây đó héo khô rồi. Nhưng biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của bụng bự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nỗi này vậy? Chắc là do cành cây của bụng bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị vậy đó. Mình mệt quá, không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày
Sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Mình các bạn mau tìm cách cứu Cây đi. À, ông chủ đã về. Hả? Thì ra ông chủ của Cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm Cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho Cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả.